Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, trên 69 triệu cử tri của cả nước sẽ thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm nhiều mặt của cả nước, là địa phương có hàng triệu người dân sinh sống, học tập, làm việc, giao thương với nhiều nơi trên thế giới. Do đó, việc vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công là một thử thách rất lớn mà thành phố phải vượt qua trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay ủng hộ của người dân, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho ngày bầu cử tại thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã hoàn tất. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng cử tri đông nhất cả nước với hơn 5,4 triệu cử tri và 3.092 tổ bầu cử. Các điểm bầu cử dự phòng và chính thức đều đã rà soát chuẩn bị đầy đủ cả về nhân sự lẫn vật chất hạ tầng. Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho ngày bầu cử vào ngày 23 tháng 5. Những ngày này, trên khắp các nẻo đường ở thành phố Hồ Chí Minh đã ngập tràn không khí của ngày hội toàn dân. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đang hân hoan chờ đến ngày Chủ nhật tuần này để thực hiện quyền bầu cử. Với ông Kiều Xuân Long, đây sẽ là lần thứ 10 ông được cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với đất nước kể từ ngày 25 tháng 4 năm 1976, khi ông được đi bầu cử lần đầu sau khi nước nhà thống nhất. 45 năm đã trôi qua, nhưng cảm xúc về những lần bầu cử vẫn còn nguyên vẹn. Lần này đó là đánh dấu một cái giai đoạn rất là quan trọng. Đấy. Mà hơn nữa là cái cuộc bầu cử của mình là trong cái dịch Covid. Đấy mà nhân dân vẫn nghĩa là rất là hưởng ứng, vẫn rất là, rồi chính phủ cũng vậy, tất cả những cái tổ chức của mình. Thì tôi nghĩ là cái cuộc bầu cử này nó sẽ có thắng lợi kép. Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 3.092 tổ bầu cử, trong đó có 42 tổ bầu cử của 42 khu vực bỏ phiếu riêng. Tất cả các địa điểm bỏ phiếu được chuẩn bị theo đúng quy chuẩn luật định và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Các hội nghị tiếp xúc gặp gỡ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố với cử tri được tổ chức đúng tiến độ, đúng pháp luật, cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Công tác tuyên truyền được thực hiện xuyên suốt với nhiều hình thức đa dạng. Cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố đã quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử. Ở quận huyện như thành phố Thủ Đức đều có cái phương án dự phòng. Tôi đề nghị Sở Y tế rà soát lại phương án mình đã chuẩn bị và căn cứ vào các văn bản chỉ đạo mới nhất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương, của Bộ Y tế để chúng ta cập nhật vô phương án. Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Do vậy, việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công, tốt đẹp là yêu cầu cao nhất đối với công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương hiện nay. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép 16 tỉnh, thành phố, khu vực được bỏ phiếu bầu cử sớm so với ngày bầu cử toàn quốc diễn ra vào ngày mai, ngày 23 tháng 5. Tại tâm dịch tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho hơn 3.200 cử tri thuộc các lực lượng quân đội, công an và người trong khu vực cách ly ở một số khu vực bỏ phiếu tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình. Tổ bầu cử số 7 thành phố Bắc Ninh gồm các lực lượng tuyến đầu đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch như quân đội, công an. 7 đơn vị bầu cử còn lại tại hai huyện Tiên Du, Gia Bình và thị xã Từ Sơn là đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân, các đối tượng F1 tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. Ngay đầu giờ sáng, gần 3.000 cử tri trên địa bàn đã tham dự bầu cử, thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân. Bản thân là một cử tri thực hiện quyền công dân của mình ở điểm bầu cử số 7 của Bộ tỉnh Bắc Ninh rất là vinh dự và tự hào. Cái quyền và nghĩa vụ của một công dân và cũng là của một chiến sĩ trong thực hiện bầu cử của luật bầu cử. Để đảm bảo cho cái quá trình tổ chức bầu cử của tỉnh nói riêng cũng như của toàn quốc nói chung thì chúng tôi đã tham mưu và tổ chức bầu cử trước một ngày. Trách nhiệm bảo quản theo chế độ tài liệu mật và chỉ được mở bì niêm phong biên bản kết quả kiểm phiếu sau khi kết thúc cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Và để đảm bảo quyền lợi của mỗi người dân, công tác bầu cử sẽ được diễn ra tại tất cả các điểm cách ly phong tỏa, thậm chí ngay cả những bệnh viện nơi điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng. Gắn liền với đó sẽ là vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, không để lây nhiễm tại những khu vực này. Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, nơi đang bị phong tỏa vì phát hiện ổ dịch trong khu điều trị. Ngay từ hôm nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được sẵn sàng. Tại khu vực bỏ phiếu, đều phải đảm bảo đúng khoảng cách tiếp xúc. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, để đảm bảo an toàn phòng dịch, sẽ chia ra từng khu vực riêng cho từng nhóm đến bầu cử, theo mức độ từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp, thậm chí cả khu vực sạch. Đặc biệt với những bệnh nhân nặng, không thể đi bầu cử, sẽ bố trí nhân viên y tế mang hòm phiếu phụ đến tận giường bệnh. Chúng tôi cũng yêu cầu toàn bộ các cái bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ cấp 4, cũng như là che giọt bắn, sử dụng găng tay riêng và bút bầu cử riêng. Ngoài cái việc các cái hòm phiếu chính thì chúng tôi còn có các cái hòm phiếu phụ để cho những cái khoa phòng, đặc biệt là các cái khoa phòng có nguy cơ cao mà đang bị cách ly. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, đơn vị này đã ban hành hướng dẫn chi tiết các kịch bản cho việc bầu cử đảm bảo an toàn tại khu vực cách ly tập trung, phong tỏa và những nơi điều trị bệnh nhân dương tính. Đồng thời cũng tập huấn kỹ cho đội ngũ nhân viên tại các khu vực này để đảm bảo bầu cử diễn ra đúng quy định và an toàn phòng chống dịch tuyệt đối. Với tất cả các địa phương và thực hiện rất là triệt để cái kế hoạch này và tăng cường thêm một số các biện pháp để làm sao chúng ta đảm bảo cái vấn đề về bầu cử diễn ra một cách thuận lợi, an toàn. Tôi ví dụ như là vấn đề về cái việc mà làm sao cái thời gian không được quá tập trung đông người trong một cái thời điểm ở một cái tổ bầu cử. Thế rồi là vấn đề đi ké theo một chiều, rồi sau khi thì bầu cử như thế nào, hay trong khu cách ly, kể cả vấn đề về sử dụng thước, bút, rồi là một số những cái vật dụng khác của từng người như thế nào. Và cái người mà dương tính thì đã phải sử dụng tất cả cái bộ đồ riêng của mình. Và sau khi sử dụng cái bộ đồ riêng đó đều phải hủy bỏ và tất cả những cái việc khử khuẩn thùng phiếu và tất cả các thứ chúng tôi đã có hướng dẫn. Hiện công tác chuẩn bị tại các bệnh viện có ca nhiễm COVID-19 đã hoàn tất, thể hiện tinh thần quyết tâm rất lớn, vừa đảm bảo phòng chống dịch, cũng như 100% người bệnh, người nhà bệnh nhân, cán bộ y tế và người lao động đang cách ly tại bệnh viện được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Thưa quý vị và các bạn, không phải bầu cử sớm như cách đây 5 năm, cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện quyền bầu cử của mình cùng với cử tri cả nước vào ngày mai, ngày 23 tháng 5. Với đặc thù ngư dân phải đi biển dài ngày, tuy nhiên những ngày qua, hàng trăm tàu cá ngư dân huyện đảo Lý Sơn đã hối hả cập bờ, sẵn sàng tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Càng gần đến ngày bầu cử, cảng Lý Sơn và các âu neo đậu tàu thuyền trên đảo tấp nập hơn. Nhờ công tác tuyên truyền và thông tin liên lạc được thông suốt, hầu hết ngư dân đều trở về bờ để tham gia bầu cử vào ngày mai 23 tháng 5. Sắp tới ngày bầu cử rồi, cho nên là tàu cập bến về để như vậy là anh em để chuẩn bị tinh thần, để là cầm mỗi người là có một lá phiếu của mình để chuẩn bị lựa người có tuổi có đức để bầu cử. Các chủ tàu cá có đông lao động, chuyên đánh bắt cá dài ngày trên biển cũng đã chủ động sắp xếp lịch trình đánh bắt để trở về địa phương, tạo điều kiện cho tất cả lao động được thực hiện quyền công dân trực tiếp đi bầu cử. 5 năm mới có bầu cử một lần, thì tàu chúng tôi thành viên có 16 người thành viên. Thì khi tàu mới vào bờ thì để bầu cử xong đưa bí sức bấy đi biến lại. Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 15.000 cử tri, trong đó có trên 20% là ngư dân khai thác hải sản tại ngư trường xa bờ. Thông qua hệ thống ICOM cộng đồng, hơn 500 phương tiện tàu thuyền với hàng nghìn ngư dân của đảo đều nắm rõ thông tin liên lạc, từ đó chủ động sắp xếp lịch trình, công việc để vào bờ thực hiện quyền bầu cử của mình. Đến thời điểm hiện tại thì đại đa số phương tiện bà con ngư dân trên địa bàn Lý Sơn cũng đã tương đối là về bờ, cũng đảm bảo cho cái công tác bầu cử. Ở bên cạnh đó còn một số phương tiện thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cái lực lượng cũng như là các nghiệp đoàn tiếp tục tuyên truyền để bà con ngư dân tranh thủ cái thời gian về thực hiện cái quyền và nghĩa vụ của công dân trong cái đợt bầu cử này. 5 năm trước, huyện đảo Lý Sơn phải bầu cử sớm so với đất liền vì điều kiện đi lại khó khăn. Tuy nhiên, ngày bầu cử nhiệm kỳ này, cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn bầu cử cùng thời điểm với người dân cả nước.
Đây là dấu ấn thể hiện sự phát triển về hạ tầng, kinh tế của huyện đảo. Chính vì thế, cử tri Lý Sơn kỳ vọng sẽ góp phần lựa chọn ra những người thật sự tiêu biểu vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cũng sẽ được nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này diễn ra trên toàn quốc nhưng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Kịch bản cho từng tỉnh, từng khu vực là khác nhau, thậm chí trong một tỉnh, điểm bầu cử này cũng khác với điểm kia. Do vậy, linh hoạt, chủ động và tuân thủ quy định 5K sẽ góp phần tạo nên sự an toàn và thành công cho ngày bầu cử. Thời gian qua, thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương cũng đã vừa tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử. Các cơ quan liên quan đã chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch tại các điểm bầu cử. Tất cả để ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 diễn ra an toàn, thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của non sông. Sáng mai, chương trình truyền hình bình luận tọa đàm trực tiếp về ngày đặc biệt này sẽ được lên sóng lúc 7 giờ 10 phút trên kênh VTC1. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.